Minh Triệu Đồng hồ hiệu Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Hamilton Ở Đây là một chiếc khá là đẹp Và sản phẩm qua sử dụng độ mới cao Bên mình về với tình trạng là còn đầy đủ bóc của hãng Cũng như là bên dưới chúng ta sẽ có thêm Một cuốn sách sử dụng của Hamilton ạ Một chiếc bóc bằng gỗ bên trong của chúng ta Thì thiết kế bằng da rất là sang trọng Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay cũng là một chiếc Hamilton rất là đẹp một chiếc qua sử dụng nhưng em thấy còn mới tinh tươm luôn Hai khách của chúng ta được tặng nhưng không có nhu cầu sử dụng nên giao lưu lại với nghe mức giá cực kỳ tốt. Đó, chiếc này toàn bộ dây dao chúng ta cũng là dây zin của Hamilton anh em nhé và dây còn rất là mới, gần như chưa có dấu hiệu đeo. Đây là cong ở dây này chỉ là khi mà mình để vào trong gối ấy, nó sẽ bị cong thôi. Đó. Khóa cũng là khóa zin của Hamilton anh em nhé. Quay trở lại với nhân vật chính thì chiếc này là một chiếc nằm trong bộ tập là Ra Master Open Heart với thiết kế quen thuộc. Chúng ta sẽ có skeleton lộ ra những chuyển động của một cỗ máy cơ khí. Ấn tượng của mình khi cầm chiếc Hamilton này trên tay đó chính là thiết kế phần khung vỏ. Nó được tạo hình khá là đẹp và được uh, thiết kế mạ PVD Yellow Gold anh em thấy nó rất là sang. Đó và với công nghệ mạ PVD của Hamilton thì nó cực kỳ bề màu. Anh em lên tay nó như một khối vàng nhá. Bên trong mặt số của chúng ta thì là một cái mặt dial màu đen huyền bí với những cọc số ở vị trí là 369 được thiết kế bằng số Arabic những cọc số còn lại thì được uh, Hamilton thiết kế bằng cọc số vạch chúng ta sẽ có dòng chữ là Hamilton Pneumatic nằm tại góc 9 giờ và bộ kim được tạo hình đẹp với kim giờ kim phút được phủ dạ quang giúp anh em có thể xem giờ ban đêm và vị trí góc 12 giờ chúng ta sẽ có vị trí ba lần nơi này sẽ có viên đá ruby cùng hệ thống bộ phận thoát như là bánh xe gai con ngựa chuyển động rất là mượt mà và cái chi tiết mà nơi chứa viên đá ruby này cũng được các nghệ nhân hoàn thiện rất là kỹ lưỡng bởi những cái vân đánh xoáy và thiết kế của dòng ra Master Skeleton này thì nó sẽ lộ từ vị trí góc 12 giờ quét xuống góc 4 giờ. Sau đó thì lại được lộ tiếp ở vị trí góc 7 giờ đó chính là một cái bánh xe màu vàng. Đó, rất là đẹp. Mặt kính sử dụng vẫn là một cái mặt kính sapphire nguyên khối để giúp anh em tránh nó vết xước. Phần thân chiếc này thì tạo hình cực kỳ đẹp, anh em ạ, có thể nói là đây là một chuẩn thiết kế mình rất là ưng của Hamilton. Rất là nam tính với cặp lung càng thiết kế dạng càng gãy, tạo sự khỏe khoắn và với những cái vết cắt kim cương này nó càng làm cho cái tổng thể trên chiếc Hamilton này nó hoàn hảo hơn với cái núm chính nằm tại góc 3 giờ và bên trên núm chúng ta sẽ có một cái logo hình chữ H của hãng ạ đó đi kèm sẽ là sợi dây cá sấu màu đen rồi và như mình vừa chia sẻ với anh em thì đây là một sợi dây zin trên chiếc Hamilton này cùng với đó chúng ta sẽ có bộ khóa xiên của Hamilton và toàn bộ khóa của chúng ta cũng được mạ PVD yellow gold để nó khớp với phần khung vỏ rất là đẹp phần máy trước này thì được thiết kế skeleton và lộ ra một cái cỗ máy chuyển động là cỗ máy 2824 cỗ máy 2824 trừ 2 huyền thoại anh em ạ và với bộ máy này thì anh em vẫn có đầy đủ là 25 chân kính, tần số sử dụng là 28.800 VPH và thời lượng trụ cót của chúng ta là khoảng 42 giờ. Phần đáy của chúng ta vẫn còn nguyên một lớp siêu anh em ạ, cho thấy độ bời trước này còn rất là cao anh em nhé. Anh em mua làm quà tặng cũng rất là ok. Đó, máy chạy rất là mượt, với phần đáy được cố định bởi rất là nhiều những con ốc vít nằm tại các điểm để tăng khả năng chống sốc cũng như là khả năng kháng nước tốt hơn rất là nhiều. Và chiếc này của chúng ta với một cái mã Redfield là H325 751. Đó và chúng ta sẽ có đầy đủ Water là 50 tm tương đương với 50 mét nước anh em có thể đi mưa rửa tay mà không lo vào nước mặt kính sử dụng là sapphire cùng với stainless steel rất là tuyệt và chiếc này thì đang được bán với mức giá đi theo đâu đó khoảng 25 đến 30 triệu và video này thì bên mình giao lưu lại với anh em mức giá chỉ 13 triệu 500 nghìn mà thôi à, nếu anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình 217 Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội nếu anh em ở xa bên mình có hỗ trợ ship COD tức là anh em nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo của chúng tôi.